Kể từ đầu trận thì các cầu thủ Thái Nguyên Tiên Ti vẫn đang kiểm soát bóng nhiều hơn. Đây sẽ là một quả lật. Đường đi khá khó chịu. Những cú dứt điểm vừa rồi của cầu thủ băng vào bên phía Thái Nguyên Tiên Ti có vẻ như lại không trúng tầm bóng. Thúy Nga. Và bấm bóng rất mạnh. Và bắt bóng không an toàn của thủ môn bên phía Thành phố Hồ Chí Minh 2. Rất may cho tình huống vừa rồi khi Đoàn Thị Ngọc Phượng cũng đã chạm được tay và khiến trái bóng đi ra ngoài không thành. Ngày hôm nay thì Ngọc Phượng, thủ môn của Thành phố Hồ Chí Minh 2, cũng sẽ là người được giao trọng trách đeo băng đội trưởng. Đó là một tình huống phán đoán điểm rơi không thực sự tốt của thủ môn. Một tình huống xuống bóng của cầu thủ nữ Thái Nguyên Tiên Ti. Trọng tài đã cắt còi. Và sẽ có một quả penalty dành cho đội bóng áo xanh. Và phạm lỗi khá non của cầu thủ hậu vệ bên phía nữ Thành phố Hồ Chí Minh 2. Và vừa rồi thì cũng phải nói rằng tình huống ngã của cầu thủ bên phía Thái Nguyên Tiên Ti cũng là rất khôn ngoan. Cầu thủ này hoàn toàn có thể nỗ lực và tiếp tục đi bóng. Nhưng ngay khi có một tác động dù là rất nhỏ thôi, cô gái bên phía đội bóng áo xanh đã lập tức ngã ra và mang về một quả phạt đền. Thùy Trang sẽ đối mặt với thủ môn Ngọc Phượng. Vẫn chưa vào. Tình huống sút bóng vào cột dọc của Thùy Trang. Rất đáng tiếc. Huống mà thủ môn Ngọc Phượng cũng đã bay người đúng hướng. Nhưng cú sút của Thùy Trang thì lại đưa trái bóng đi trúng cột dọc. Và pha đá bồi sau đó của tiền đạo số 9 bên phía Thái Nguyên Tiên Ti cũng ở một góc quá hẹp. Đánh đầu. Lại thêm một tình huống cản phá tốt nữa của Ngọc Phượng. Thủ môn bên phía nữ Thành phố Hồ Chí Minh 2 đang cho thấy lý do vì sao huấn luyện viên Nguyễn Quốc Nam lại giao trọng trách cho cô gái này đeo băng đội trưởng. Nhân tố thường xuyên được huấn luyện viên Mai Đức Chung triệu tập lên đội tuyển U19 nữ quốc gia. Và xử lý của Mỹ Hằng rất khó chịu. Trong bóng đá nữ thì những quả treo cầu Âu như vậy đã mang tới rất nhiều những bàn thắng. Quả treo phạt góc của Thái Nguyên Tiên Ti. Cú đánh đầu có lẽ là của Phạm Thị Nhâm, cầu thủ đang đá ở vị trí trung vệ. Và xử lý hơi chậm của cầu thủ. Đường chuyền của Mỹ Hằng rất hay, cơ hội để mở tỷ số. Đây sẽ là tình huống xử lý của số 13, không vào. Xử lý rất bình tĩnh với 4-5 nhịp để ngắm chỉnh, nhưng cuối cùng thì Lương Thị Xuyến lại đưa trái bóng lên trời. Một đường chuyền quá hay của Hoàng Thị Mỹ Hằng dành cho Lương Thị Xuyến. Vừa rồi nếu tự tin hơn thì Lương Thị Xuyến hoàn toàn có thể thực hiện một tình huống tâng bóng qua đầu thủ môn đối phương. Bóng vẫn còn trong sân. Đây sẽ là tình huống tấn công gần như là cuối cùng của hiệp 1. Quả tạt. Thể hình của tiền đạo phía trong vòng cấm bên phía Thái Nguyên Tiên Ti cũng không quá tốt. Những cú sút vừa rồi là của Mỹ Hằng. Bóng lập bập nhưng thủ môn Ngọc Phượng vẫn chơi rất tập trung để có thể bắt dính trái bóng vừa rồi. Đây cũng là một trong những cái tên thường xuyên được triệu tập lên U19 quốc gia. Vẫn là một quả đá khá nhẹ của các cầu thủ áo xanh. Đường mở cánh dành cho Nguyễn Thị Thúy.
đường truyền rất thoáng, nhưng ngay lập tức đã có hai cầu thủ hậu vệ của nữ Thành phố Hồ Chí Minh 2 áp sát. Tiếp tục là Nguyễn Thị Thúy, cú sút chân trái có lực đi quá tệ. Trên thực tế thì nếu xét về mặt chỉ số thống kê, hai pha dứt điểm nguy hiểm nhất. Thêm một tình huống đánh biên phải nữa của cầu thủ Thái Nguyên Tiên Ti. Quả treo bóng rất khó chịu. Đường truyền thoáng. Nhưng vừa rồi lại là một pha chủ động bỏ bóng. Có lẽ là cầu thủ bên phía Thái Nguyên Tiên Ti cho rằng mình đã rơi vào thế việt vị. Pha xử lý khá hay. Bóng tiếp tục trong chân cầu thủ áo xanh. Vẫn là một tình huống đánh biên phải. Quả lật. Lương Thị Xuyến không thể chạm đầu. Thêm một quả tạt nữa chăng? Đánh đầu. Người chạm bóng cuối cùng là Trần Thị Thu Phượng. Nhưng trái bóng vẫn đi vọt xà ngang. Thái Nguyên Tiên Ti lại quyết định lựa chọn cho mình lối đá bóng bổng. Và đương nhiên là nó vẫn chưa đem tới quá nhiều hiệu quả. Thậm chí họ còn chưa có cơ hội nguy hiểm nào so với hai tình huống 10-10 ở hiệp 1. Đây là một tình huống mất bóng nguy hiểm. Cơ hội dành cho nữ Thành phố Hồ Chí Minh 2. Và sửa lòng không thành công ở một góc quá hẹp. Nhưng tình huống vừa rồi cũng là một hồi chuông báo động cho hàng phòng ngự của đội bóng áo xanh, là góc sút ở tình huống vừa rồi cũng đã quá hẹp. Tình huống kéo người. Đứng trước bóng đang là Hồ Thị Thanh Mai. Và treo bóng quá sâu. Trong một tình huống mà Nguyễn Thị Quỳnh là người di chuyển vào để đón chai bóng. Nhưng trong tình huống vừa rồi thì có vẻ như Nguyễn Thị Quỳnh cũng đã rơi vào thế việt vị. Đây sẽ là những phút mà cao thủ Thành phố Hồ Chí Minh 2 sẽ chơi một cách cực kỳ tập trung và có thể nói là lựa chọn lối đá đổ bê tông. Cũng với đội hình này ở giải bóng đá nữ vô địch quốc gia U19 cách đây 2 tháng thì nữ Thành phố Hồ Chí Minh 2, tức là đội U19 nữ Thành phố Hồ Chí Minh, đã có một trận hòa 0-0 trước U19 nữ Than Khoáng Sản Việt Nam trong một thế trận tương tự, khi họ để cho đối phương lấn sân hoàn toàn nhưng vẫn tỏ ra chắc chắn ở khâu phòng ngự. Quả căng bóng của Phạm Thị Nhâm đã có lỗi kê chân rồi, không rõ đó là lỗi như vậy là thuộc về Thái Nguyên Tiên Ti. Lỗi là của cầu thủ số 26 Hồ Thị Thanh Mai. Như vậy đó là chiếc thẻ đỏ dành cho Thanh Mai. Đây là chiếc thẻ vàng thứ hai của Thanh Mai ở trận đấu này. Bóng được trả lại cho Mỹ Hằng. Sẽ là một quả bấm bóng. Cơ hội. Quả chạm bóng trong tư thế bị kèm và hơi với của Nguyễn Thị Quỳnh. Vừa rồi thì Nguyễn Thị Quỳnh cũng chỉ có thể đưa trái bóng lướt qua mũi giày của mình mà thôi. Mỹ Thường đang đuổi bóng rất nhanh. Và tranh chấp tốt của Mỹ Thường. Đường truyền dành cho số 76 Ngọc Duyên. Phía bên này số 51 đang đứng chờ. Nhưng đó là một đường đưa bóng về tuyến 2, cơ hội để dứt điểm. Cú sút quá nhẹ. Trong một tình huống hiếm hoi mà đội bóng đỏ có tình huống tấn công thì họ lại không thể tận dụng. Bây giờ sẽ là câu trả lời của Thái Nguyên Tiên Ti. Qua được một người rồi. Nhưng ngay lập tức có sự bọc lót và đó cũng là những diễn biến cuối cùng của trận đấu này. Trọng tài chính Công Thị Dung đã nổi hồi có kết thúc cuộc so tài giữa Thành phố Hồ Chí Minh 2 và Thái Nguyên TNT.